Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái bánh tét các bạn nhé. Và làm thế nào để chúng ta gói được bánh tét vừa đơn giản mà lại không cần phải giàng quá là nhiều. Đây ạ. Đó. Thì mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về cách gói bánh chưng các bạn nhé. Và làm thế nào chúng ta có thể tạo được cái màu xanh cho bánh chưng khi mà các bạn gói ấy, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 300ml nước. Các bạn có thể sử dụng nước lá dứa hoặc là lá cải nhá. Ở đây thì mình đã làm một cái lá cải bởi vì là mình không mua được lá dứa, nhưng mà màu sắc thì các bạn nhìn thấy là nó có cái màu xanh rất là đẹp. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để chúng ta có thể làm cho cái gạo nếp nó lên màu xanh được đẹp hơn. Ở đây thì mình đã ngâm, ở đây thì gạo nếp này và đỗ xanh thì mình đã ngâm trước hết rồi. Gạo nếp thì các bạn sẽ ngâm cho mình từ 4 đến 6 tiếng nhé. Và đỗ xanh cũng vậy, các bạn ngâm cho mình như vậy thì khi mà mình làm bánh chưng ấy, nó sẽ ngon và cái nếp nó quyện vào với nhau được nhiều hơn, nó dẻo hơn. Và chuẩn bị thêm cho mình ở đây là 500g thịt vai hoặc là thịt ba chỉ. Bây giờ thì mình sẽ đem cái phần thịt ba chỉ này đi ướp trước đã các bạn nhé. Cái phần thịt này thì hôm nay mình mua vai bởi vì cái phần thịt vai nó rất là ngọt. Nó có cả cái phần mỡ và nạc ấy, thì các bạn sẽ thái cho mình. Cái này thì mình thái riêng luôn. Các bạn thái thành những cái miếng thớ dài nhé. Để mình cái độ dày của thịt thì các bạn sẽ thái cho mình khoảng từ 1,5 đến 2 cm một miếng. Cái phần mỡ này cũng vậy, các bạn sẽ lọc bỏ cho mình cái phần bì. Mình chỉ lấy cái phần mỡ khổ thôi. Bấm lên. Các bạn sẽ chia cái phần mỡ heo này ra cho mình nhé. Để mình cho đủ vào tất cả những cái bánh ấy. Ở đây từng kia nguyên liệu của mình đó là ở cỡ khoảng 1,5 cân gạo nếp và 800g đậu xanh ấy, thì mình sẽ gói được khoảng 4 đến 5 cái bánh. Các bạn sẽ cho mình một chút muối, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê tiêu. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên nhé. Và các bạn ướp cho mình cái phần thịt này khoảng 20 phút để cho nó ngấm đều gia vị. Cái phần gạo này nhá, thì các bạn sau khi mà các bạn đã ướp xong cái phần thịt rồi ấy, thì cái phần gạo thì các bạn sẽ xóc qua cho mình với một chút muối để khi mà mình gói bánh xong ấy, bánh của chúng ta nó vừa vặn, nó không bị nhạt. Các bạn xóc đều, đảo đều như thế này để cái gạo nó ngấm muối. Thì cái phần phần đậu xanh ấy thì các bạn cũng cho một chút xíu muối vào, sau đó các bạn xóc đều lên để cho nó. Anh Tâm ơi,
Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã ướp thịt cho mình được 20 phút như này thì cái phần thịt nó sẽ rất là ngấm ngấm các cái gia vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi gói bánh các bạn nhé. Ở đây thì gạo mình cũng đã sóc muối rồi. Mình sóc muối, mình để khoảng 5 phút để cho muối nó ngấm vào gạo nếp và đậu xanh cũng như vậy các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gói nha. Trước hết để gói được bánh tày hay bánh tét ý, thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình những cái lá bánh nó lớn một chút như thế này thì chúng ta gói nó sẽ được dễ hơn và được đẹp hơn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi sơ chế cái phần lá bánh này trước này. Lá bánh để gói bánh tét thì cần phải lớn một chút, các bạn sẽ cắt bỏ cho mình như thế này, cắt bỏ hết cái phần gốc bánh, gốc của cái lá bánh như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dọc cái phần sống của lá bánh. Lá bánh này thì khi mà các bạn mua ấy, thì các bạn sẽ lựa những cái lá nó không bị rách và nó lớn một chút. Đó, các bạn lấy con dao nhé. Sau đó thì các bạn sẽ dọc bớt cái phần sống của cái lá bánh này đi, để khi mà các bạn gói nó không bị gãy lá. Phần trên này thì cái sống bánh nó sẽ cứng hơn, cho nên là các bạn sẽ lược bỏ bớt nhiều một chút, làm sao để cho cái lá của chúng ta nó không bị rách ra là được. Đó. Và các bạn làm cho mình tương tự như thế nhé. Các bạn dọc từ giữa cái phần lá ấy ạ, lược bớt đi. Mỗi một cái bánh tét thì các bạn sẽ sử dụng cho mình khoảng 3 cái lá. Cái phần lá bánh này khi mà các bạn muốn rửa nó sạch ấy, thì các bạn sẽ ngâm trước cho mình khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng để nó bở cái phần bụi đất bám ở trên cái phần lá bánh. Các bạn sẽ cắt bớt cho mình cái phần đầu lá. Phần đầu lá này các bạn cắt bớt đi này. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 3 cái nạc nhé. Sau đó các bạn để ở đây như thế này, để ở phía trong. Bây giờ thì các bạn sẽ xếp cho mình 2 cái lá và cái cuối này thì các bạn sẽ để cho mình cái mặt trong của cái lá như thế này, để cho cái bánh của chúng ta nó được cái màu xanh ấy. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần gạo nếp ở phía dưới nhé. Và các bạn đi cho mình một cái đường như thế này. Sau đó là các bạn đến cho mình cái lớp mà đậu xanh. Bạn làm cho mình nhân thịt ở giữa.
bạn là cho gạo nếp làm sao để nó bao được hết cả cái phần đậu xanh và cái phần nhân thịt. Sau đó các bạn sẽ gấp cái lá này lại cho mình. Các bạn cứ gấp dần dần cho mình nhé. Bạn gấp dần dần nó lên như thế này. Cô vừa bóc nhá. Bó lại để cho cái phần lá này nó hình tròn. Có chảy máu ấy. Dạ. Không ấy. Có chảy máu. Mày cầm. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng cho mình cái nạc này để các bạn cố định lại. Nạc này chỉ là các bạn giữ chặt tay cho mình nhá. Cái lạt các bạn sau khi các bạn mua về ấy, thì các bạn sẽ ngâm qua cái nước đi để khi mà các bạn gói như thế này nó sẽ không bị gãy cái phần lá ấy. À, gãy không bị gãy cái phần lạt. Cho thêm ở đây như thế này để cho nó chắc khi mà mình dồn cái phần đó. Bây giờ thì các bạn sẽ nhấn cho mình xem là cái phần gạo nó đến đâu nhá, thì các bạn sẽ giữ lại một phần như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ vỗ vỗ cho mình ở hai bên như thế này ạ, để cho cái phần hai đầu bánh nó được chặt. Nếu như mà sau đó các bạn dùng tay các bạn nhấn nhẹ xuống cho mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ phải cắt bớt một chút, tại vì là cái bánh mình làm nó nhỏ. Sau đó các bạn bóp ở hai bên ria này, hai bên ria của cái bánh, vuốt nó lên. Bởi vì là chúng ta làm ba lá cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần sống lá nó sẽ hơi bị cứng một chút đó. Các bạn làm sao để đưa cái phần lá nó về giữa như thế này nhá, các bạn dùng chặt tay các bạn nhấn xuống thế này cho mình đó. Các bạn nào vỗ vỗ như thế này để cái bánh của chúng ta nó được tròn và chắc. Các bạn nhìn rõ không ạ? Sau đó các bạn nhấn nhẹ cho mình một chút xuống như thế này. Bóp hai bên đầu và bóp lại về phía giữa. Thì cái bánh khi mình làm xong nó được tròn bánh. Đó. Bây giờ các bạn sẽ luồn cho mình cái dây nạt ở phía dưới của cái bánh như thế này. Các bạn sẽ cố định nó lại ở đây nhé. Được rồi, con ra bạn em đi. Sau đó thì các bạn sẽ lấy thêm cho mình một cái dây nạc nữa nhé. Các bạn sẽ buộc cố định cho mình ở cái phần trên như thế này. Các bạn đưa nó về góc cũng được, hoặc là các bạn lấy ở cái phần giữa cũng được. Mềm quá. Các bạn sẽ dùng cho mình cái dây nữa nhé, để các bạn cố định cho mình. Không, cái này con chưa làm được nhá. Khi nào con lớn thì mẹ dạy con làm. À, con sẽ dạy cho bố mẹ.
Các bạn cho vào cái phần thịt nạc và thịt mỡ vào như thế này thì khi mà các bạn làm bánh ấy, bánh của chúng ta nó sẽ rất là mềm và có cái vị thơm ngon, nó béo như vậy á, chứ nó không bị khô. Các bạn sẽ cầm cho mình như thế này, sau đó các bạn vặn nó lại và chúng ta xoắn. Nhưng mà để bánh được tròn hơn thì các bạn khi mà các bạn ấy lần xoắn lá lần thứ hai thì các bạn sẽ bóp bóp cho mình như thế này nhá, để cái bánh của chúng ta nó không bị dẹp mà nó tròn. Đó. Các bạn miết cái phần lá xuống như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái dây nạt các bạn cố định lại cho mình. Các bạn giữ lại một phần nhá, và chúng ta lại vỗ bánh cho mình như thế này để cái bánh nó được tròn hơn. Và các bạn sẽ nhấn xuống, hoặc là các bạn có cái chày hoặc là cái chày nhỏ nhỏ ấy, thì các bạn sẽ nhấn xuống. Sau đó thì các bạn sẽ cắt bớt cái phần lá bánh nhá. Các bạn gập cho mình ở giữa cái phần sống lá này, gập giữa, sau đó miết lên. Phần lá đi, sau đó các bạn sẽ vuốt lên như này và chúng ta sẽ gấp lại được. À, bây giờ thì các bạn sẽ rang bánh nhé. Các bạn có thể rang bánh như ngày xưa ấy, là mình buộc một cái dây dài ấy, nhưng mà bây giờ thì mình thấy là làm như thế này nó sẽ đẹp hơn, cái bánh của chúng ta nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây ạ. Các bạn xoắn làm sao để cho nó chặt cái phần lạc nhá. Sau đó các bạn xoắn tròn lại cho mình như này, để dài xuống dưới. Mình sẽ thay cái nạc này để chuyển nó lên trên nha. Các bạn cần làm sao để cho những cái nạc này nó được đều nhau thì cái bánh của chúng ta sau này nó sẽ nhìn nó sẽ tròn bánh và nó đẹp.
các bạn nhớ là các bạn là khi mà các bạn ấy nạp như thế này thì các bạn làm chặt tay cho mình nhé. Cái cuối cùng này thì các bạn sẽ luồn cái phần nạp vào cái phần thân của cái lạt mà các bạn vừa mới quấn như vậy ấy, để cho nó giữ được, nó không bị tuột ra nha. Cho vô như thế này để cho nó giữ được. Cái phần nạp thừa này thì các bạn sẽ cắt đi cho mình nhé. Vậy là mình đã làm xong được một cái bánh tày như thế này rồi. Rất là dễ, rất là đơn giản thôi đúng không các bạn? Và cách mà các bạn dàn bánh như thế này, sau đó các bạn vỗ vỗ bánh cho mình như thế này để cái bánh của chúng ta nó được tròn. Các bạn vỗ như thế này nó đều cái phần gạo các bạn nhé. Các bạn ơi, cùng với cái bánh còn lại thì các bạn sẽ làm cho mình tương tự như vậy cho đến hết nhé. Và bây giờ thì chúng ta sau khi mà các bạn đã gói xong như thế này rồi thì các bạn sẽ đem đi luộc bánh cho mình nhé. Để bánh chưng được ngon và dền bánh hơn thì thường là người ta sẽ luộc từ 4 đến 6 tiếng các bạn ạ. Nếu như mà với cái bánh nhỏ như thế này thì là từ 4 đến 6 tiếng bánh sẽ rất là dền bánh và ngon. Còn nếu như mà các bạn gói bánh to và nhiều bánh thì thường là luộc từ 8 đến 10 tiếng bánh mới được ngon và dền bánh các bạn nhé. Và mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn sẽ có những cái bánh Tết thật là ngon các bạn nha.